hy vọng về những điều may mắn, hy vọng vào phép màu dành cho các bệnh nhân, bệnh nhi đang ngày đêm chiến đấu với bệnh tật. Hy vọng là chủ đề của Ngày hội Hiến máu Nhất tâm lần thứ 14, được tổ chức vào ngày 14 tháng 4 vừa qua tại Hội trường Nhà D, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Đây là ngày hội hiến máu toàn trường do Câu lạc bộ Sinh viên Vận động Hiến máu Tình nguyện, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức thường niên với sự đồng hành của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Đại học Văn hóa Hà Nội thì tổ chức hiến máu từ lần đầu tiên mà Thành đoàn Hà Nội phát động. Mình nhớ là khoảng từ năm 2008 đến bây giờ, cũng mấy chục năm rồi. Lần nào mình thấy cũng đông, cũng nhiệt tình. Sự kiện được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008. Đến nay, qua 14 năm, Ngày hội Nhất tâm đã thu hút hàng ngàn sinh viên, cán bộ nhân viên các thế hệ của trường tham gia hiến máu. Mình cũng nghĩ là làm được cái gì đó tốt cho xã hội thì cần phải làm. Nhất là những cái hoạt động tình nguyện. Sinh viên mà nhìn vào các thầy cô giáo trong trường và tham gia vào các cái hoạt động tình nguyện nói chung, rồi hoạt động hiến máu tình nguyện nói riêng thì chắc chắn là các em sẽ có cái động lực, bởi vì thầy cô thì luôn luôn là tấm gương cho sinh viên.